bỏ cải vô đi. Đưa cả cho họ thấy này, thấy bằng mắt họ tìm hiểu nó tốt hơn, không còn có mình thì tốt, không có thì lâu lâu này là khách hàng họ xài rồi có cái họ ăn rồi nó không có đồng bảo. Đúng rồi, họ thích cái nào tới đấy. Alo thầy đó hả? Dạ dạ. Lấy phong hoa lan ở thôi cũng được. Hay hay. Ông lấy cái này ông cắm cây linh sam vô lên đó hay. À, khí canh nó phong hợp. Hay bị cái con không tại họ không thấy được cái họ mạng này. Còn mà ai mà qua nhiều trận mạc rồi biết rồi thì cũng dễ. Khí canh là chịu đời không nổi đâu, họ gió họ văng luôn á. Bữa rồi đứng lại nhìn nhìn vậy. Chậm hỏi anh. Hello. Chờ chỗ đó anh đi anh. Cái ngoài cùng cái ngoài luôn. Đây lấy tay gọi anh đụng lên, anh đụng đi. Như này ừ. Cái phân mà mình tưới thủy canh mình mua ở đâu anh? Phân hả anh? Ừ. Ở đây. Nước bơm tưới thủy canh vô là cái này hả? Những cái sợi những cái dây này thôi nè. Bây giờ biết bọn em rồi thì sang thầy phải chứ, khi mà các bạn đi chỗ nào thành công là mình cần hết rồi, lấy giấy là gì mà đủ thêm.
Rồi làm đi. Rồi bỏ vô đi. Vậy thôi, đơn giản. Chứ còn cái kia là phải quay A, B rồi. Đó, hàng tầng là mình lấy cái túi này ra, mình thay cái túi khác kia. Tốt quá. Chị đừng có... Em đã một phần nào em đã lồng cái hữu cơ đấy. Dạ.